Hello và xin chào tất cả các bạn nha. Bắt đầu tập game nào. Mình sẽ chơi Among. Among Tiên phong thế nào? Tiên nhìn ra mình chưa làm importer bao giờ đây. Vào phòng đi bạn ơi. Đi phòng lại đi. Giữ cái thằng tử hơi kia. Nó hack hay sao ấy? Nó chém phát chết hết luôn. Gặp hack mình lấy bắt tới điều tao nói hết rồi à. Liên tục trên này hơn trên này sửa đi.
mình đang đi sửa điện, đi sửa các thứ xem nào. Thằng xanh à? Toàn hack, con lần sau chơi trò này đó, hack nhiều quá. Trời ạ. Trên là chưa, mình sẽ đẩy cái thanh này vào là san thôi. Dầm ba con này mình sợ gì đâu. Chán chưa? Từ cái vòng 2 cũng không thể qua được hết. Ai chơi đây? Hết ai chơi luôn. Điều có điều tâm Buffett. Dễ không nhưng mà có gì đâu mà sao lại không qua được nhỉ? Mình sẽ cho quả bóng này lên đây. Xịn xoa luôn. Tới từ đi xuống đi qua mà nó
Ok. Comanda. Nhìn tiếp theo thôi. How to loot đi. Spin, quay thử xem nào. Có 20 vàng thôi à. Mày với nhau tao à? Mày nhau tao à? Ok đi, công chúa đâu? Thank you. Ok. Mình là hiệp sĩ. Tiếp tục thôi. Ok đi. Ok đi. Dung nham. Dung nham đã giết chết tên quỷ dữ kia. Bây giờ mình sẽ xuống nhặt kim cương thôi. Tức là thắng luôn. Cần gì phải điều khiển nhiều đâu. Lại xem nào. Ok chưa nào. Nhặt đi không có thôi. Đúng vàng. Đi nào. Công chúa đâu, về với anh. Hứng luôn. Ok, tiếp tục nào, mình sẽ chơi Pac-Man. Xem đâu nè. Lên là ok. Ok, con màn. Mình sẽ vào tôm gôn ra nào. Thank you.
nè. Mình mới được phải đi dùng mạng mà. Tiếp vào nào. Đá à. Tay đi thôi. Đối cùng sẽ tận nó luôn. Hút nào, ngắt chân hút nào. Này bay rồi này. Oh.
nhiều tiền quá đi. Mệt quá nè. Wow, lại 2 spot nữa nè. Nhìn thế nào. Chết mất rồi. Quá nhiều luôn. 1 triệu điểm cho mình sẽ tốt cả cái trần. Mình làm gì ra đây? Ăn uống à? Xem lấy món gì ăn nào. Cách cuộn. Tôm. Thịt rau đi. Rau chưa làm gì hết thì nó sẽ không ngon. Nấm để đưa vào. Mình sẽ làm món xào. Nấm đâu? Còn nấm vào xào cùng. Hai cái xào cùng với nhau. Muối nào. Chân cà nữa. Ok, mình nghĩ là nó đủ chín rồi đấy. Cho đĩa vào. Món tôm này mình sẽ mang chiên giòn. Tôm mình mang chiên giòn nè. Chiên đi. Nên lên nào, nghe để giòn rồi đấy. Ok, mang cho ăn thôi. Rắc vào miếng muối đấy, đúng chất. Rồi, ăn đi nào. Ngon không? Sướng dữ sẻ. Nên nào thì ngon.
Lại ăn rau gì, ăn rau này ngon quá sướng. Tiếp theo nào, mình sẽ chơi run ball. Ok. Nhìn qua nào. Mình đích rồi nè. Quả xin luôn. Trời ơi. Đây không phải là đích. Trời, đâm vào cái lỗ luôn rồi. Mình sẽ đổi màu của bóng đi, màu vàng cho đẹp. À thôi, mình sẽ đổi game thôi, đổi thành Tembrand đi. Bắt đầu chơi nào. Ok. Mình được ngược mình là chắn. Bảo vệ tính mạng mình một lần. Sau bao nhiêu ngày tháng chơi map mới, bây giờ mình lại chỉ thấy map nguyên bản. Mọi khi ăn ăn cho nào, nút vàng đây. Trời ơi, mình đang trên một vách thang, rất là ghê luôn. Vì có một đường đi thì là trượt chân cái nào, chết luôn. Boom. Hút chết nhè. Ok, mình này có thể dùng kỹ năng đặc biệt của mình chạy một lần nữa. Khá là nhanh. Nhanh lên nào. Bỏ vào hang động này. Rơi mất rồi. Vâng, và video của mình đã hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé.